trong những di tích lịch sử nổi tiếng ở Đà Nẵng. Em tên là Bảo Châu và trong nhóm của em gồm có Thảo Ngân, Phương Thanh. Và hôm nay chúng em xin trình bày về Thành Hải. Thành phố Đà Nẵng không chỉ được biết đến với là một thành phố cảng mà còn nằm ở vị trí chiến lược trung tâm của Việt Nam, gắn liền với những giai thoại lịch sử trong quá khứ. Và để biết thêm về lịch sử Đà Nẵng, hôm nay nhóm chúng em xin trình bày về Thành Điện Hải, một trong những di tích lịch sử nổi tiếng của Đà Nẵng. Em tên là Bảo Châu, đến từ trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, Đà Nẵng. Và trong nhóm em gồm có Thảo Ngân, Phương Thanh, Bảo Châu cũng chính là em. Hôm nay nhóm chúng em xin trình bày về Thành Điện Hải. Thành Điện Hải nằm ở đại ngạn phía tây sông Hàn, nên được người Pháp gọi là con đường US hay pháo đài phía tây. Ban đầu nó được vua Gia Long cho xây dựng bằng đất vào năm 1813 nên gọi Bảo Điện Hải, nằm gần cửa biển nên dễ bị hư hại. Năm 1823, vua Minh Mạng ví dụ cho xây lại bằng gạch và lùi sâu vào đất liền, nằm trên vùng trạng được làm gạch thay như hiện nay để đảm bảo an toàn, và phân công Thái tư Nguyễn Văn Thành phụ trách việc xây dựng. Thành được xây dựng theo kiểu vào ban, thiết kế của kỹ sư người Pháp Olivier Bouman, vừa từng cộng tác với bá đại lòng nhất Gia Long trước đây. Thành có bốn góc nồi hình cùng tròn, tường cao 5m, chu vi 556m, hào sâu 3m và hai cửa, một cửa hướng về phía đông hướng sông Hàn, cửa hướng về phía nam cửa chính. Thành có hai lớp tường cách nhau bởi một hào sâu. Trong thành, ngoài chỗ ở của các tướng và binh sĩ, còn có kho thuốc súng, kho đạn, vũ khí, kho lương thực, thực phẩm, sửa chữa đại bác và sửa chữa súng bị hỏng. Có thể nói trong thời kỳ này, Thành Điện Hải là một trong những công trình phòng thủ quan trọng nhất của Đà Nẵng. Năm 1976, Thành tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng đã quyết định thành lập xí nghiệp dược Quảng Nam, Đà Nẵng trên cơ sở thống nhất Hồng Ba, Quảng Đà, Quảng Nam và khu vực B đặt tại Thành Điện Hải, chính thức hoạt động vào ngày 10 tháng 4 năm 1976. Xí nghiệp dược đã tiến hành cải tạo sơ bộ cho phù hợp với điều kiện sản xuất bước đầu của đơn vị. Còn di tây thì các nhà dược bên ngoài xâm lấn nên sạt lở nghiêm trọng. Đến năm 1977, để đáp ứng nhu cầu sản xuất dược phẩm tăng lên và xuất khẩu một số mặt hàng cho Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa của Đông Âu, xí nghiệp dược Quảng Nam Đà Nẵng đã bắt đầu chỉnh trang đơn vị, cho xây dựng một dãy nhà cấp 4 ở phía trước làm khu hành chính và kho thành phẩm, đồng thời xây dựng một dãy nhà, một hệ thống nhà kho bằng khung sắt của tiền khắc ở hai bên trên bãi đất trống phía tây bên ngoài thành. Năm 1985, Thành Điện Hải xí nghiệp dược bắt đầu mở rộng sản xuất nên cho dỡ bỏ hai dãy nhà hai bên, thay vào đó cho xây dựng mới một dãy nhà 3 tầng, cải tạo các nhà cũ do Pháp để lại và các hạng mục cảnh quan nhằm phục vụ khách tham quan du lịch. Còn xí nghiệp dược Trung ương Nam đã chuyển đến một địa điểm khác ở quận Thanh Khê. Sau năm 2004, thành phố Đà Nẵng đã quyết định tôn tạo trùng tu lại thành di tích Thành Điện Hải với kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa của thành phố, với công việc phục dựng lại toàn bộ tường thành cốc lồi ở phía tây bắc, trùng tu tường thành ở phía bắc và phía đông, phục dựng lại cửa và hào phía nam. Bên cạnh đó cũng cho xây dựng bảo tàng Đà Nẵng trên Thành Điện Hải. Giang Cách Thiết được thiết kế theo hình vòng
quân lấy ý tưởng từ thế đất Đà Nẵng, một vòng tay lớn ôm trọn biển khơi, mảnh vai đất chính tạo thành năm cánh buồm đại diện cho ngũ hành. Thành phố biển vươn ra biển lớn. Đây là cánh buồm một thể hiện truyền thuyết con rồng cháu tiên, hùng vương dựng nước, khẳng định nguồn cội của dân tộc Việt Nam. Đây là cánh buồm 2 thể hiện non sông đất nước ở phương Bắc, tiêu biểu là Thăng Long, Hà Nội ngàn năm văn hiến. Và đây là cánh buồm 3, mảng trung tâm, khắc họa hình ảnh vua Lê Thánh Tông, vị vua an minh lỗi lạc có công lao to lớn trong hành trình mở cõi về Việt Nam. Phù điêu thể hiện vua Lê Thánh Tông ngày đứng trên đỉnh Hải Vân và một đêm trăng sáng nhìn vào phía Đầu Long, Đà Nẵng. Trong lần thống lĩnh đại binh đi Bình Định, mở đất phương Nam năm 1471. Và đây là cánh buồm thứ tư, nói lên truyền thống anh hùng của người dân Đà Nẵng trong lịch sử chống ngoại xâm, giữ gìn non sông bờ cõi, diễn ra là hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Và cánh buồm cuối cùng cũng là cánh buồm thứ năm, thể hiện hình ảnh thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ đổi mới và phát triển. Trung tâm là chiếc cầu quay sông Hàn, hình ảnh đặc trưng của thành phố và là biểu tượng của sức mạnh đồng thuận Đà Nẵng trên đường xây dựng quê hương giàu mạnh, và đặc biệt là hình ảnh về cột mốc hữu nghị Hoàng Sa. Ngày 6 tháng 11 năm 1996, tại cuộc họp thứ 10 Quốc hội khóa 9, đã cho phép tách tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng ra thành tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Năm 1997, Đà Nẵng chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với diện tích 1.283,42 km2, gồm 6 quận nội thành và 1 huyện ngoại thành, gồm huyện đảo Hoàng Sa, 56 phường và xã. Đà Nẵng không thể không nói đến biển và tài nguyên biển. Đà Nẵng có một ngư trường rộng lớn trên 15.000 km2 và với một hệ động thực vật phong phú hơn 266 giống loài. Ví dụ như đây là cá mú, cá bè, cá đối trứng xanh, cá chìa và đây là cá nhám. Những khoáng sản của Đà Nẵng rất đa dạng. Với tổng kế hoạch điều tra trên địa bàn thành phố gồm có 12 loại khoáng sản rắn, ví dụ như đồng, thiếc, đây là laterite, vân vân. Sưu tập hiện vật văn hóa Sa Huỳnh, một trong ba nền văn hóa Sa Huỳnh là một trong ba nền văn hóa quan trọng nhất được tìm thấy ở Việt Nam, phải từ thiên niên kỷ 1 trước công nguyên đến cuối thế kỷ 2 sau công nguyên. Trong không gian trưng bày này, Bảo tàng Đà Nẵng giới thiệu một số hiện vật thuộc văn hóa Sa Huỳnh được phát hiện trên địa bàn Quảng Nam, Đà Nẵng, vùng đất được coi là một trong những trung tâm mang đầy đủ đặc trưng của nền văn hóa khảo cổ học nổi tiếng này. Tập trang sức có các loại khuyên tai hai đầu thú, khuyên tai ba mấu, các loại chuỗi hạt, vân vân. Bên cạnh đó là các hiện vật bằng gốm, công cụ lao động bằng đá, đồng. Di chỉ vượt đỉnh phía Bắc, Nam Thổ Sơn. Trong không gian tái tạo một phố khai quật tại di chỉ vượt đỉnh phía Bắc tại phường Hòa Hải của Ngũ Hành Sơn được khai quật vào tháng 5 năm 2001. Số bộ sưu tập cổ vật cũng chưa đầu. Cốm chu động của tỉnh Hải Dương được trưng bày tại đây, chủ yếu có niên đại từ thế kỷ 15 và thế kỷ 16. Thời kỳ cốm chu động phát triển đỉnh cao về chất lượng và thẩm mỹ, phần lớn hiện vật này là những đồ gốm mèn trắng chàm được trục vớt từ tàu gốm cổ phát hiện ở Cù Lao Chàm, Hội An vào năm 1997. Sản phẩm của quá trình tiếp biến văn hóa Champa trở thành đặc trưng của xứ Quảng nói riêng và của ngư dân Đà Nẵng miền Nam Trung Bộ nói chung. Đây là loại thuyền biển có tải trọng lớn từ 50 đến 100 tấn, thường được dùng để vận chuyển hàng hóa giữa các vùng miền trong nước và cả buôn bán với nước ngoài như Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan. Được thịnh hành nhất vào khoảng từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19 với chức năng vận tải biển, được dùng vào những mục đích quân sự khác nhau, chủ ý là chiên, chở binh lính, lương thực, vũ khí. Ga Bầu cũng là chiếc cầu nối quan trọng trong giao lưu văn hóa giữa các địa phương trong nước và quốc tế. Vai trò quan trọng hơn cả gắn liền với đặc điểm và tính năng của Ga Bầu là vận chuyển hàng hóa phục vụ nhu cầu phát triển thương mại, nhất là ngoại thương. Trong những lễ hội quan trọng và tiêu biểu nhất đó chính là lễ hội cầu ngư.